Rau 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 mà còn sâu, như lời hứa buổi sáng buổi chiều chúng ta đã gặp lại MBG trong clip này đây. Yes, clip này sẽ là lấy lại tất cả những gì buổi sáng đã mất, đúng không? Sau khi mà nhục mặt cầm Terry 13 mà thua mây chờ để anh em biết nhục như thế nào rồi đấy, đúng không? Và hôm nay mình không dám nhìn mặt các bạn nữa nên đeo một quả kính râm và nhìn cho nó chất, và chúng ta sẽ gỡ gạc lại ở trong clip này với nickname của chị Đại Tỷ nhá. Đây là một cái app clone của chị Đại Tỷ dùng để gì nhở, phát kim cương cũng như là làm quà ở trong cái hội quán, ở trong cái sale 124. Đó lý do tại sao sale 124 cực kỳ lớn mạnh, và hội quán Legion cũng là một trong những hội quán nổi tiếng nhất ở sale Việt Nam chúng ta rồi. Ok, chiến thôi. Nào, phục thù buổi sáng có bao nhiêu đòi lại hết vào buổi chiều. Nào, yes. Đây sẽ là Kyo đến từ server 73. Vâng, chúng ta không nhân nhượng nữa. Kể cả game đấu đầu tiên mình cũng sẽ không nhân nhượng nữa. Mặc dù đây là game đấu đầu tiên đi của cái nick Đại Tỷ này, game đấu đầu tiên mình cũng sẽ không nhân nhượng nữa. Mình cũng sẽ tất tay để cho thanh niên này thấy rằng mình không phải là một người dễ bắt nạt, mà một người dễ để các bạn có thể lấy điểm của tôi. Nó không khó, à nó không dễ một tí nào cả. Chúng ta đang có một cái đội hình với tem hổ chăng? Chúng ta có nên đánh sáng thế hổ không? Đánh sáng thế rắn nhỉ? Con này hồn hổ mà. Con này hồn hổ mà. Hổ này, đánh mẹ hổ ấy cho nó chất. Chất trời người rời luôn. Thế cho nó chất, đúng không? Đánh thế cho nó chất. Ấy à, chất trời người rời đấy, đúng không? Chất trời, ui ôi, có một cái gì luôn à. Ôi ôi, chán ông bù cài thế. Ông không lên một cái gì anh em ạ. À, lên được quả choáng ạ. Vâng ạ, sau tơ này thì Mukai sẽ nằm xuống rồi. Sau tơ này thì Mukai sẽ nằm xuống. Nếu các bạn không dùng tuyệt kỹ, chúng ta sẽ cất. Các bạn dùng tuyệt kỹ thì, ăn quả CC đi vào lòng người thế. Ăn quả CC đi vào lòng người thế. Ăn quả CC đi vào lòng người thế. Tên này không dùng đi. Tên này mình nghĩ là không dùng, đúng không? Nếu mình dùng tuyệt kỹ của con Kyo Flambeth kia thì con Mai sẽ lên nộ. Mình chỉ sợ Mai lên nộ rồi. À mẹ lại khiêu khích ạ. Ôi ôi, mu với chả cay ạ. Thất vọng thật sự đấy. Thôi trêu các bạn thế thôi. Game đầu kiểu gì được trả được cộng điểm nên tôi đánh kiểu thế chứ còn, đúng không? Đang trả được cộng 50 điểm thì tôi đánh kiểu thế thôi. Tất cả những cái kèo đầu tháng thì chúng ta đều bắt đầu từ game đấu thứ hai. Và các bạn hãy trố mắt ra mà xem, đúng không? Trố mắt ra mà xem tôi thể hiện ở game đấu thứ hai như thế nào. Owak đến từ server 17, một trong những server rất cũ. Terry cùng với đó là Vi. Tôi sẽ lựa chọn Terry trong kèo đấu này. Ai đây? Diamond và Rio Howard với khả năng giảm nộ khá khó chịu. Cùng với đó là Saiki. Kèo này chỉ có khi gặp bộ ba thì ESL tôi mới thua thôi. Ủa, trăng béo ạ. Kèo khá là cân đấy nhờ. Nghe điện thoại đi nhá. Alo. Ai đây ạ? À vâng. Vâng, thế tầm chiều em qua chị nhé. Tổng tiền là bao nhiêu chị nhỉ? Vâng, em cảm ơn ạ. Vâng. Ok, nào. Ôi ôi, nó gõ sai key của tôi kìa. À, thuốc, nhà bệnh viện gọi lấy thuốc cho mẹ mình. Ôi ôi, đánh nhau với Trang ạ. Trang ạ. Trang là hơi khoai nha. Trang là cũng hơi khoai lang nha các bạn nha. Nhà bù lại chúng ta có Saiki thì gánh được kèo này. Nếu không phải Saiki thì hơi khó. Saiki thì gánh được. Sao
Saiki thì gánh được nhé các bạn nhé. Nếu không phải Saiki thì khó lắm. Mình vừa va vẩn là mình cũng đủ hệ các bạn kìa. Vừa va vẩn cũng đủ hệ. Mình đang nghe điện thoại mình không để đội hình vào. Thế mà cũng đủ hệ anh em ạ. Vớ ba vẩn và không đủ mà cũng đủ hệ luôn. Ê mới hay mẹ. Đúng là thêm. Đúng ở thêm nó bắt mình thắng ấy đúng không? Thì mình vừa nghe cùng điện thoại của bệnh viện. Tức sờ lại không bị vãi huyết nữa thì chơi bài dề đúng không? Không bị vãi huyết nữa thì chơi bài dề. Đánh vào đây. Võ vào đây. Dùng đường này đây. Sử dụng nam led đã nhở, đó là nhở. Thằng nào trang nó cũng còn hiện tại mà. Đúng không, sử dụng thằng nào cứ sử thôi. Sử được thằng nào, thử được thằng nào thì sử thôi, không phải nghĩ. Sử được thằng nào thì sử thôi, không phải nghĩ. Xử được thằng nào thì cứ xử thôi, đúng không? Dạo này đâu phải nghĩ cái gì đâu các bạn. Trời ơi. Trời ơi. Dạo này thì không phải nghĩ. Dạo này thì không phải nghĩ, đúng không? Dạo này thì lấy gì ra để mà thua nữa. Saiki đúng kiểu vậy em ấy. Bố đời thiên hạ rồi đấy. Yeah. Đúng không? Cứ một mình đứng một chỗ thôi. Đá cái. Đá cái. Sợ. Vừa khít đúng không? Vừa chết thì lửa. Lại còn vừa được. Thế mình vẫn có nộ bình thường. Sợ. Ăn lượt à? Mất lượt chưa nhở? À đâu, nó đã chết lần nào đâu. Mất lượt. Đúng không? Nó còn chưa chết lần nào ấy. Thì như bây giờ nó mới chết thì phải. Nhưng không sao. Kiểu đấy mình vẫn lo được. Lô. Không đi đi. Không đi đi. Ai nào. Bây giờ thì gõ ai. Thích gõ ai thì gõ đúng không các bạn. Nào. 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 Chú làm sao? Chú làm sao? Thế thôi, một mình Saiki gánh hết anh em nhá. À, kèo này một mình Saiki gánh hết. Chả phải ngán một con đằng nào cả. Dấu trang thì thế thôi. Tôi còn hồi sinh thì các ông tuổi dề. Trời ơi, đỡ đòn kìa. Trời ơi, đỡ đòn kìa. Không động được vào đến robot của mình thì động sao được đến Saiki anh em hiểu không? Không động được đến robot của mình thì động sao được đến Saiki? Chúng ta cứ giết hết bọn lâu nhâu rồi thôi nhờ. Chúng ta cứ xử bọn lâu nhâu này thôi. Lại còn choáng chủng các kiểu ấy. Lại còn choáng chủng các kiểu ấy chứ. Thì hơi khó rồi. Kèo nào. Kèo nào cho trang đây. Kèo nào cho trang đây. Quá khó. Kèo nào cho trang đây. Nói chung là đánh nó vẫn là hoàn hảo đúng không anh em. Tôi đã bảo rồi, chúng ta mất đi cái gì chúng ta đòi lại tất cả. Nào, đến với game đấu thứ ba nào. Rất nhanh thôi. Đó là Saiki đến từ server 37. Saiki đến từ server 37. Momoko trong một tình huống lấy dây lưng làm mực áo. Forcy, ôi được chết rồi. Cho nó tem 2D thì cũng chết đấy nhở. Tem siêu nữ à. Tem siêu nữ à. Đánh siêu nữ kèo này hợp không nhỉ anh em nhỉ? Các bạn có Terry, có single. Có Terry, có single. Không, kèo này không đánh được siêu nữ các bạn. Nó chỉ đánh gọi là nữ cua. Sao nó không lấy bờ là à, nó đâu biết là nó có tem US đâu anh em nhỉ? Nó biết nó có tem US thì mọi thứ có lẽ đã khác rồi. Rất may nó không biết điều đấy.
Rất may là nó không biết điều đấy anh em ạ. Úi trời, nó cầm Bloom về kết hợp với Lucky và Heavenly thì nó cứ gọi là tuyệt vời đấy. Nhờ. May mà nó không biết điều đấy. May mà nó không biết điều đấy. Nó biết là khổ đấy. Phá bút à. Sợ, phá bút đấm lực hẳn luôn anh em. Từ sau nó có ai nhỉ? Có Zero thì sao nó lại giấu ở đấy nhỉ? Mày giấu ở đấy thì mày chết. Mày giấu ở đấy thì mày lại chết thôi. Mày lại sai thôi. Mày giấu ở đấy thì mày lại sai rồi. Đúng không? Giấu ở đấy thì sai quá em ạ. Giấu ở đấy thì sai quá. Có khi nào single nó có độc chiêu giảm nộ không ta? Được, chả sao cả. Cũng yêu thôi. Không, kể cả giảm nộ thì tôi cũng yêu bạn thôi. Có gì đâu mà bạn phải xoắn. Ui ôi, đấm mẹ crit ghê vậy. Đấm crit ghê vậy. Bạn có giảm nộ thì tôi cũng yêu bạn thôi. Có cái gì đâu mà. Ok, mình đã sắp tan thằng này trong nửa nhịp. Ui ôi, chết rồi, mất sandwood rồi. Mất sen rồi. Mất sen rồi, sen ơi. Đầy đủ đam không ta? Đéo đủ đam rồi. Đủ đam rồi, đủ đam không anh em nhở? Bún cháu này đủ đam không ta? Chắc đủ đấy nhở? Mình có bút đam lên rồi. Mình có bút đam lên rồi thì mình nghĩ là đủ. À, Athena tăng đam cho em nữ nữa. Đủ đấy nhở? Vừa khít, yes, đủ, mẹ mày quá. Mày quá là vừa đủ đam, nếu không thì lại ăn cứt, yes. Nào, thấy chưa, đòi lại tất cả ngay. Chúng ta sẽ cùng đến game đấu thứ tư đi. Và đó là Init đến từ server 53. Init đến từ server 53, Kasumi sẽ là lựa chọn của mình. Tiếp theo là Sermi, liệu rằng lại có tình huống siêu nữ tiếp theo. Thôi cho cặp đôi Long Hổ để cho dứt điểm trận đấu để cho nó nhanh. Không có Long Hổ khá đáng tiếc cho tình huống này. Nếu như mà chúng ta có Long Hổ trong tình huống đó thì nó lại là tuyệt vời đấy nhờ. Mẹ. Khá đáng tiếc nhưng mà không sao cả. Với kèo đấu này thì chúng ta vẫn lo được đúng không? Kèo đấu này khả năng chúng ta vẫn lo được. Kèo đấu này thì mình nghĩ là vẫn lo được thôi. Gấu hổ rùa rắn à. Đấm chát thế mẹ. Ây à, kèo này thì không dùng tuyệt kỹ được rồi. Đấy, kèo đấy mà dùng tuyệt kỹ là chết, chắc chắn là chết con chim nha các bạn nhá, đúng không? Kèo đấy mà mình dùng tuyệt kỹ là chắc chắn nó sẽ chết con chim nhá. Nên là lý do tại sao mình không dùng là như vậy ấy. Lý do mình không dùng là tất cả mọi thứ nó đều có lý do nha anh em nhá. Không chết nha, kè chứ ạ. Giảm độ đằng sau lại. Hay quá nhở. Hay quá nhở. À, đấm này tay lại lên nộ à? Chết rồi, ngu rồi. Không thì chỉ sợ. Ui ôi, mẹ. Ui ôi, mẹ nó tất tay luôn ạ. À. Vãi con bà xít ạ. À. Nó tất tay luôn anh em ạ. À. Ui ôi, sai lầm quá. Tự nhiên mình đi giết con Takakuma làm gì không biết. Sai lầm. Ngu quá. Sai lầm quá anh em ạ, à. Tự nhiên mình đi giết con Takuma. Ok,
Ok, vẫn cứu lại được. Sai lầm nhưng vẫn cứu được anh em ạ. Vẫn cứu được. Phải dùng cái này nha anh em nhá. Phá nó đi đã. Mẹ Kuna block tốt thế cơ à. Giết con Terry đã. Con này, con này vẫn là một mối họa anh em ạ. Nó vẫn là một mối họa. Ăn chắc mặc bền, giết con nào là phải giết chọn đúng không anh em? Thế nó hết tướng rồi, nó chả quýt đi chứ còn gì nữa. Trời ạ. Nào, thấy chưa? Mẹ mày, mất tất cả cái buổi sáng và đòi lại tất cả vào buổi chiều. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ 5 đây. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ 5 đây. Lại là sơ mi. Vâng ạ, ngày hôm nay tôi có duyên với kèo nữ ạ. Cờ lắc. Đây rồi, còn bài khắc chế kỹ đằng sau. Cà phẩy, nhường kỹ cho nó hết. Leo à? Leo à? Mẹ mày đã gọi là nhường kỹ thì nhường hết nha các bạn em. Mặc dù leo có giảm công rất hay nhưng mà mình nhường hết. Ủa, nó có cặp long hổ kìa. Khó rồi. Cặp long hổ thì khó nuốt rồi. Cặp long hổ thì khó nuốt quá. Mẹ mang cặp ca phẩy Kula ra đánh nhau với cặp long hổ vậy. Nào, đánh nhau ngay ấy chứ. Cặp long hổ liệu rằng ăn được cặp Kula với ca phẩy không các bạn? Chắc ăn được đấy nhỉ. Khó rồi. Kèo này thở. Thở thôi cũng thấy khó rồi. Thở thôi cũng thấy khó rồi các bạn, đúng không? Khó quá. Mẹ đã có long hổ lại còn kẹp được cái câu lên tới ông sớ đấy. Quay lan thật sự. Long hổ kẹp cửa ông sớ nữa. Mệnh. Cũng lừa mà sắp đào nó rồi anh em. Ê, thì chết rồi. Thằng robot lên nộ rồi. Khả năng cao robot lên nộ rồi ấy chứ. Khó, nói chung là khó. Cái này khó quá. Khó hốc cặp long hổ lắm các bạn ạ. Không có tư chất 15 để mà ăn được cặp long hổ cực kỳ khó. Nếu trong một trận đấu mà chỉ có tư chất 14 thôi, đem bạn cầm nguyên cặp thế này thì mình không có cửa rồi. Em bạn cầm nguyên cặp này thì mình không có cửa rồi. Khó vãi lìn. Kẻ combo này không làm gì được nó anh em. Combo này làm gì được nó ta? Giết được thằng hổ không ta? À, giết được hổ kìa. Cái giá của mình trả nó cũng khá đắt anh em ạ, đúng không? Cái giá của mình trả nó cũng rất đắt. Đổi một, đổi ca phẩy, lấy ba thằng bên nó. Nó được mình à? Nó còn Orochi. Nó còn Orochi các bạn, đúng không? Sao nó lại đánh kiểu này nhỉ? Đánh kiểu này thì mày sai quá. Đánh kiểu này thì mày sai quá ấy. Mày đừng nghĩ là đánh kiểu này mày lại ăn được tao. À, nhử từng tí một à. Nhử từng tí một à. Nó còn còn Orochi nữa anh em. Nó còn còn Orochi nữa. Đừng nghĩ là đánh kiểu này ăn được tao. Đừng nghĩ là đánh cái kiểu cho một con một này ăn được tao. Nên nhớ là tao còn đam to lắm. À, còn Orochi với cả Ukiyo ạ. Định sắp đào cho một turn. May quá mà thì nó lại đỡ đòn ạ. Thế thì bạn hết cửa rồi bạn ơi. Bạn hết cửa rồi bạn ơi. Thế thì bạn hết cửa rồi.
Thế thì bạn không có cửa, mày qua cửa sổ dành cho bạn rồi. Đánh vào Cleonid. Đấy, thằng đầu ất này. Đúng ý mình quá. Thế thì cửa gì dành cho bạn nữa? Cửa sổ à? Cửa sổ à bạn? Cửa sổ à? Ôi giời ơi, mẹ thằng này đỏ thế à? Mẹ con hồi sinh đấy chứ ấy. Không ổn rồi, không ổn rồi. À, Leona chưa có nộ được. Leona chưa có nộ được anh em. Nó đang bị câm lặng một tơn nữa. Nó bị câm lặng một tơn nữa cơ mà. Kẻ thằng Ukiyo kia chưa có nộ được. Hay quá nhờ, mẹ không bị CC gì. Mày mày làm sao? Mày làm sao? Long hổ thì làm sao? Long hổ thì làm sao? Này thì long hổ với chúng tôi này. Long hổ với chúng tôi này. Nào, ghê chưa? Nào, anh em nói gì đi? Ý kiến đi. Ông nào xem đến giây phút này thì ý kiến ngay, comment ngay dưới clip này đi. Nước Nam, ôi, kẻ game đấu này tôi thua thì tôi cũng thấy cảm thấy tôi làm được, tôi không sao cả. Kẻ game đấu tôi thua nhá các bạn nhá, vì bạn ấy tên là Nước Nam rồi đấy, đúng không? Bạn ấy mang cái niềm tự hào của dân tộc ra. Thì tôi nghĩ là kẻ game đấu này tôi có thua đi chăng nữa thì tôi cảm thấy nó rất là bình thường thôi. Tôi cảm thấy vinh dự khi mà gặp một người Việt, bạn ấy có một cái tinh thần yêu nước gọi là mạnh con bà liệt như thế, đúng không? Kẻ game đấu này có thua đi chăng nữa thì tôi cũng mãn nguyện, chả sao cả. Tôi đã nói ngay từ đầu nha các bạn, vì bạn ấy tên là Nước Nam, bạn ấy thể hiện cái lòng yêu nước của mình, nó là cực kỳ tuyệt vời rồi. Nên là tôi không có cái lý do gì để mà từ chối cái lòng yêu nước đó của bạn. Mẹ chưa đánh đã lên mẹ nội tại rồi, vãi con bà xít ạ. Mishitawa Odomeja. Chưa đánh đã lên nội tại rồi anh em ạ. Kate không chịu nổi một nhiệt. Kate không chịu nổi một nhiệt. Ui dồi, Wenico không chịu nổi một nhiệt. Khó quá nhờ. Ờ mình ngu thế nhờ. Khó, nói chung là khó. Nó có cả giảm công nữa thế kia này. Nói chung game này là một game siêu khó. Wenico sẽ bay màu trong tình huống này, đúng không? Dùng VC trước thì mình toang. Ờ, thanh niên này. Thanh niên này hơi ngáo một tí. Vẫn vào kèo ạ. Ờ, VC chưa có nộ à? Hay cố tình đánh như vậy? Nói chung là game này mình không có cửa ăn đâu các bạn, đúng không? Khó lắm này. Ngay từ đầu mình đã nói rồi. Mẹ nó còn thiếu một tí. Ok, game đấu này chúng ta quit lại ở đây thôi là hợp lý nhất, đúng không? Không có cái lý do để chúng ta thắng cái game đấu này cả. Về mặt chiến thuật hay là về mặt con người hay là về mặt gì nhở? Hay là về mặt lòng yêu nước thì mình chắc chắn là không bằng bạn Nước Nam này rồi, đúng không? Nói chung là không có cửa, không có vẹo gì hết. Không có cửa và không có vẹo gì cho chúng ta hết trong trận đấu này cả. Một mình lại mất PC nó đã là quá đủ rồi. Ok, clip này mình cũng xin phép kết thúc lại ở đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.
Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ cho kênh Đầm Ấm Gaming cũng như là series bình luận TK Link Server này của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.